loạt dự án giang dở của tập đoàn phúc sơn tại nha trang tín hiệu đầu tiên về áp thấp mới trên biển đông việt nam chủ động ứng phó lý do cô gái bỏ xe máy chạy bộ khỏi điểm sạt lở ở sơn la chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trên chương trình. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, có 9 dự án tại thành phố Nha Trang, tỉnh đã giao cho công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn làm nhà đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, đầu tư kinh doanh hoặc thầu thi công. Tuy nhiên, cả 9 dự án đều chưa hoàn thành hoặc còn vướng mắc thủ tục nghiệm thu bàn giao quyết toán. Theo đó có hai dự án đầu tư công gồm đường cao bá quát, cầu lùng, nay là đường Võ Nguyên Giáp và hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đầu sông Tắc vẫn chưa hoàn thành nghiệm thu quyết toán. Còn 3 dự án BT đổi đất sân bay Nha Trang cho tập đoàn Phúc Sơn đầu tư xây dựng kéo dài đang đứng bánh là dự án các tuyến đường nút giao thông kết nối khu vực sân bay Nha Trang, dự án nút giao thông Ngọc Hội và dự án các tuyến đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội. Theo kết luận của thanh tra chính phủ các dự án BT kể trên có tổng mức đầu tư tạm tính là 3.284,3 tỷ đồng. Nhà đầu tư đã được giao đất sân bay Nha Trang để hoàn vốn các dự án BT có tổng cộng 19,12 ha. Trước đó, tại cuộc làm việc với các đơn vị liên quan của tỉnh vào ngày 18 tháng 7 năm 2024, lãnh đạo đại diện công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn cam kết sau khi kiện toàn bộ máy, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục triển khai thi công hoàn thành 3 dự án BT tại thành phố Nha Trang theo hợp đồng đã ký kết ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa yêu cầu ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khánh hòa khẩn trương làm việc với tập đoàn phúc sơn và các đơn vị tư vấn để kiểm tra ra soát toàn bộ khối lượng theo hợp đồng đã ký kết tại ba dự án bt về giao thông đã đổi đất sân bay nha trang để đầu tư xây dựng kể trên trong đó đối với phần khối lượng nhà đầu tư đã thực hiện được tại ba dự án bt trên phải hoàn chỉnh các nội dung cần xử lý, khắc phục theo ý kiến của các đơn vị chuyên ngành nhằm tổ chức nghiệm thu khối lượng và bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định pháp luật nếu như đủ điều kiện. Đồng thời kiểm tra xác định lại phần khối lượng nhà đầu tư chưa thực hiện tại 3 dự án BT kể trên để triển khai các thủ tục tiếp theo, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định và nhằm đảm bảo điều kiện để tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục thực hiện. Ngoài ra, tập đoàn Phúc Sơn còn được tỉnh Khánh Hòa giao đất cho thuê đất, cấp phép đầu tư kinh doanh 4 dự án bất động sản. Đó là các dự án Phúc Khánh 1, Phúc Khánh 2, khu biệt thự phức hợp Phúc Sơn và khu tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và nhà ở đều tại thành phố Nha Trang. Đối với cả 4 dự án kinh doanh bất động sản này, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo yêu cầu công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn báo cáo về việc có tiếp tục triển khai thực hiện hay không. Đồng thời tỉnh yêu cầu tập đoàn Phúc Sơn báo cáo tình hình triển khai các dự án đó đến thời điểm hiện nay, cụ thể là về công tác giải phóng mặt bằng, năng lực tài chính để tiếp tục triển khai dự án và các giao dịch sang chuyển nhượng nếu có liên quan đến 4 dự án kinh doanh bất động sản đã nêu. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn báo cáo theo các nội dung yêu cầu trên cho Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành, cơ quan chức năng liên quan trước ngày mùng 10 tháng 9 năm 2024. Tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở báo cáo của công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra, ra soát, báo cáo, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật trước ngày 20 tháng 9 năm 2024 đối với các dự án kinh doanh bất động sản đang bất động kể trên của Tập đoàn Phúc Sơn. Nhiều lô đất nền ở các vùng quê Hà Nội đang được chủ sở hữu đẩy giá lên hơn 100 triệu đồng một mét vuông. Việc giá đất ở các huyện vùng ven, cơ sở hạ tầng hạn chế nhưng được đẩy lên ngang với đất mặt phố ở thủ đô đặt ra nhiều nghi vấn về việc có bàn tay thao túng đứng đằng sau để đẩy giá trục lợi. Sự việc với nhiều dấu hiệu bất thường khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ giống vụ đấu giá đất ở Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh gây bất lợi cho thị trường, tước đi cơ hội sở hữu nhà của hàng triệu người dân phá vỡ các nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội của chính phủ. Ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, hoàn toàn có thể xảy ra một vụ việc giống thủ thiêm bởi người tham gia đấu giá chỉ phải đặt cọc số tiền hơn 100 triệu đồng. Tôi cho rằng đây là số tiền quá nhỏ để họ sẵn sàng bỏ đi khi đã đạt được mục đích nâng giá bất động sản trong khu vực lên. Tôi dự đoán việc bỏ cọc sẽ xảy ra. Tuy nhiên thực tế như thế nào thì hãy đợi thêm vài ngày nữa đến thời điểm đóng tiền sẽ rõ. Cũng theo ông Võ, hiện nay đã có quy định pháp luật để xử lý đối với những trường hợp chúng đấu giá với giá cao sau đó bỏ cọc. Tuy nhiên, quy định này đến tháng 1 năm 2025 mới có hiệu lực. Do đó, việc nhiều người lợi dụng đấu giá đất để tạo mặt bằng giá mới là hoàn toàn có thể xảy ra. Phân tích thêm về việc những lô đất ngoại thành Hà Nội được đấu giá với mức hơn 100 triệu đồng một mét vuông, chuyên gia Đặng Hùng Võ khẳng định đây là hiện tượng vô cùng bất thường. Ông Võ nhận định, có thể tiềm ẩn việc những người đấu giá này đang đẩy giá đất trong khu vực lên thật cao để tuôn hàng tồn trước đó của mình. Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị DTG Group cho biết, so sánh vụ đấu giá đất ở Tiền Yên, huyện Hoài Đức hay Thanh Cao, huyện Thanh Ngoài với đấu giá đất ở Thủ Thiêm là có phần khập khiễng do giá trị chênh lệch quá nhiều. Ông Khánh nói Thủ Thiêm là vùng đất đắc địa trong trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, được định hướng như một khu trung tâm mới đầy đủ tiện ích. Còn đất ở Hoài Đức, Thanh Oai là vùng xa trung tâm. Giá sau khi đấu giá không đúng so với hạ tầng xã hội và vượt quá kỳ vọng. Mảnh đất này cũng không gắn với câu chuyện không có định hướng gì quá lớn để có thể tăng giá đến mức giá như thế. Theo ông Khánh, mức giá trên 100 triệu đồng một mét vuông là cao đến mức vô lý, không xứng với mặt bằng cơ sở hạ tầng Kỹ thuật, xã hội tại đây Nếu có thể chấp nhận được Thì đây cũng phải là mức giá của tương lai 5 đến 6 năm nữa Vì mức giá quá cao Nên ông Khánh dự báo sẽ mang đến nhiều hệ lụy Đó là khả năng xảy ra tình trạng Bỏ cọc hàng loạt Và nguy cơ những phiên đấu giá sau Tại chính khu đất này hay khu vực xung quanh sẽ dở dang. Một môi giới bất động sản lâu năm cũng nhận định Với kinh nghiệm hơn chục năm trong nghề Tôi khẳng định đây là chiêu trò thổi giá và băng bóng bất động sản này sẽ nhanh vỡ. Việc đặt cọc 100 triệu đồng là quá ít khiến nhiều người có thể mang tâm lý sẵn sàng bỏ cọc khi đến hạn đóng tiền. Vị này phân tích, theo quy định, để được đấu giá, các nhà đầu tư phải đặt cọc số tiền từ 109 triệu đồng đến 172 triệu đồng một lô. Nếu có bỏ khoản cọc này cũng không đáng là bao, nên giới cò đất hoàn toàn có thể chịu mất tiền để được hưởng lợi cao hơn. Đó là khi giá đất đã tăng cao chóng mặt, giúp họ thoát hàng với mức giá mới đây chính là chiêu cò đất tham gia thổi giá để lùa gà có thể những người chúng đấu giá chỉ mua giá cao một vài lô để nâng giá đất xung quanh và để bán chính những lô giá thấp sau đó bỏ cọc thực tế có rất nhiều trường hợp trước đó đấu giá cao xong bỏ cọc Ngày 23 tháng 8, một lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt ba bị can để tạm giam, điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356, Bộ Luật Hình sự. Ba bị can gồm có Nguyễn Văn Ba, 54 tuổi, trú ở xã Đoan Hùng, bí thư đảng ủy, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đoan Hùng, Nguyễn Văn Luấn, 48 tuổi, chú xã Hùng Dũng, cán bộ địa chính xã Hùng Dũng cùng thuộc huyện Hưng Hà và Mai Đức Trướng 42 tuổi, chủ một doanh nghiệp trú tại xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Theo nguồn tin, các bị can nói trên bị khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến lĩnh vực đất đai xảy ra tại xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can gây thiệt hại, thất thoát số tiền trên dưới 3 tỷ đồng được biết ông nguyễn văn ba bí thư đảng ủy xã đoan hùng thời điểm để xảy ra vi phạm đang giữ chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân xã đoan hùng cùng thời điểm này nguyễn văn luấn đang giữ chức vụ cán bộ công chức địa chính xã đoan hùng hiện luấn là cán bộ công chức địa chính xã hùng dũng huyện hưng hà hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hưng hà tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật Dự báo bão áp thấp nhiệt đới mới nhất cho hay, một cụm mây ở khu vực MIMAROPA, Philippines dự báo trở thành vùng áp thấp mới gần biển Đông. Cơ quan Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, PAGASA cho biết, cơ quan này đang theo dõi chặt chẽ diễn biến trên. Trong bản tin thời tiết phát hành 4 giờ sáng ngày 24 tháng 8, PAGASA cũng thông tin về cơn bão xuất phát từ khu vực gần biển Đông có tên là San San. Dự báo, bão San San sẽ tiếp tục di chuyển về phía Tây Bắc trong 3 ngày tới, dự kiến bão đổ bộ đất liền vào ngày thứ tư kể từ thời điểm dự báo và suy yếu dần. Bản tin dự báo bão của cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA cho thấy bão San San sẽ mạnh lên khi di chuyển về phía Nhật Bản. Cơn bão dự kiến sẽ có áp suất trung tâm là 975 hectopascal với sức gió duy trì lên tới 126 km h và gió giật lên tới 180 km h Đến chiều 25 tháng 8, cơn bão được dự đoán sẽ mạnh lên hơn nữa với sức gió duy trì lên tới 144 km/h và gió giật lên tới 216 km/h. Trong khi đó, theo New York Times, thời điểm xảy ra bão ở khu vực Tây Thái Bình Dương diễn ra quanh năm, nhưng hầu hết các cơn bão hình thành từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 12. Hầu hết bão hình thành ở khu vực này đều quét qua hoặc tấn công những nơi như Philippines, Nhật Bản và Đài Loan Trung Quốc, cũng như có khả năng tấn công bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc và Việt Nam gây ra gió mạnh và sóng lớn. Tại Việt Nam, theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Quốc gia, từ nay đến tháng 9, hiện tượng Enso, trạng thái tổng quan của cả Enino, La Nina và Trung tính có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 70 đến 75%. Hệ quả là thời điểm xảy ra mưa, bão, lũ năm nay sẽ tập trung vào nửa cuối năm. Theo ông Hưởng, dự báo từ nay đến cuối năm trên Biển Đông có 11 đến 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có 5 đến 7 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, nhiều hơn bình quân các năm từ 1 đến 2 cơn, diễn ra từ khoảng tháng 8 đến nửa đầu tháng 12 và ảnh hưởng nhiều tới khu vực Trung Bộ. Trước dự báo của ngành khí tượng thủy văn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá mùa mưa bão lũ năm nay sẽ bất thường vì có những yếu tố rất bất định và khó đoán định. Bên cạnh đó, yếu tố về lịch sử cũng có thể lặp lại với quy luật 60 năm. Năm Giáp Thìn 1964 xảy ra trận lụt kỷ lục ở miền Trung, trong đó Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam ngập lụt lịch sử nhất từ trước đến nay. Ông Hiệp nói, với dự báo và các yếu tố như vậy thì khả năng năm nay sẽ xuất hiện những trận lụt cục bộ và gây thiệt hại khủng khiếp. Với dự báo năm nay, mưa lũ khốc liệt, ông Hiệp nhấn mạnh các địa phương không được để lũ trồng lũ bởi nếu xảy ra thì hậu quả rất khủng khiếp để không xảy ra tác động kép thì công tác điều hành liên hồ chứa và đảm bảo an toàn hồ đập đóng vai trò rất quan trọng. Do mưa lớn kéo dài, dài rác trong gần một tháng qua, tại xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, tuyến quốc lộ 279, đoạn qua địa bàn xã, xảy ra tình trạng sạt lở đất đá. Một cô gái điều khiển xe máy đi qua điểm sạt lở, bất ngờ hòn đá kẹt ở bánh xe, khiến không di chuyển được. Đúng lúc đó, đất đá trên ta lui sạt xuống. Cô gái nhanh trí bỏ lại xe máy và chạy. Sau đó, cô gái mới quay lại lấy xe. Cả người và xe không bị ảnh hưởng. Cảnh tượng cô gái bỏ xe chạy thoát thân, tránh sạt lở trên đã được ghi lại trong một đoạn clip gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao cô không cố gắng điều khiển xe qua điểm sạt lở mà lại quyết định bỏ xe chạy bộ. Sự việc này đã làm dấy lên những tranh luận về việc xử lý tình huống nguy hiểm cũng như cách đánh giá mức độ an toàn của mỗi người. Tài khoản Đức Nguyễn thắc mắc, mình nghĩ chạy bằng xe máy thì sẽ nhanh hơn là chạy bộ. Tương tự, tài khoản Lê Minh bình luận, sao không phóng xe, chạy khỏi điểm sạt lở, sẽ nhanh hơn là dừng xe rồi chạy bộ chứ nhỉ. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, cô gái bỏ xe để chạy là dễ hiểu, vì trong tình huống đó có thể rất hoảng loạn nên đảm bảo tính mạng là trên hết. Cô gái trong đoạn clip trên là chị Phạm Thị Kiều Trang, sống tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Trước những bình luận trên, chị chia sẻ, chị đang trên đường trở về nhà sau giờ làm việc thì bất ngờ gặp phải sự cố sạt lở. Chị Trang giải thích, lúc tôi đang đi thì đá từ trên cao lăn xuống, va và vào xe, khiến xe bị đổ. Tôi cố gắng dựng xe lên nhưng không thể nổ máy được. Đất đá lúc đó vẫn sạt xuống. Tôi rất hoảng sợ và chỉ biết là phải nhanh chóng thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 22 tháng 8. Rất may không có thiệt hại nào về người. Khi nhóm công nhân đang thi công hệ thống thoát nước dưới cầu Trần Hoàng Na, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, thì xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp hai công nhân đang thi công rãnh thoát nước. Một người may mắn được cứu kịp thời đưa tới bệnh viện, người còn lại thiệt mạng do bị vùi lấp quá lâu. Hai nạn nhân là ông NTB, 40 tuổi, quê Cà Mau và ông NVT, 48 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt tại hiện trường giải cứu và đưa ông B đến bệnh viện cấp cứu. Còn ông T, sau hơn 3 giờ tìm kiếm, thi thể ông T bị vùi lấp được tìm thấy. Ban quản lý dự án ODA Cần Thơ thông tin, hiện trường xảy ra vụ tai nạn thuộc công trình hoàn trả hệ thống thoát nước mưa dọc hai bên đường gom dân sinh dưới cầu Trần Hoàng Na. Thời điểm trên nhà thầu thi công đào hố móng để đặt ống cống thoát nước mưa đường Trần Hoàng Na xuống sông Cần Thơ. Nhà thầu thi công sử dụng hai máy đào hố móng, quá trình đào đất có hai công nhân ở dưới hố móng hỗ trợ thì xảy ra sạt lở trên thành hố. Liên quan tới việc tuyển sinh nhiều con cháu của cán bộ và trường nội trú không đúng quy định. Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Mường Lát cho biết, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Thanh Hóa vừa công bố quyết định kỷ luật khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng, đảng viên liên quan đến công tác tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Mường Lát. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát, Lò Văn Tuấn, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin, nguyên trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát. Tống Minh tới Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Mường Lát. Trịnh Xuân Tâm, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Mường Lát. Vũ Xuân Tùng, chuyên viên phòng văn hóa thông tin, nguyên chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo huyện Mường Lát. Chi bộ phòng giáo dục và đào tạo huyện Mường Lát cũng bị Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Thanh Hóa kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Trước đó, nhiều phụ huynh bức xúc cho biết, tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Mường Lát, có những học sinh là con cháu lãnh đạo cấp phòng, giáo viên có dấu hiệu được xét tuyển vào lớp 6 không đúng quy định. Phụ huynh học sinh ở huyện Mường Lát đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vào cuộc thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh tại trường này từ năm học 2020, 2021 đến nay để thực hiện chế độ chính sách của Đảng và nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn đúng quy định. Sau khi nhận được phản ánh của người dân và các cơ quan báo chí, Huyện Mường Lát vào cuộc xác minh. Kết quả cho thấy từ năm học 2020-2021 đến năm học 2023-2024, nhiều học sinh là con của cán bộ, công chức, giáo viên được xét tuyển vào trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Mường Lát không đúng quy định. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh vụ việc. Ngày 23 tháng 8, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Cà Đồng Năng, huyện Cà Đồng Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết, anh IQNK, 37 tuổi, ngụ thị trấn Cà Đồng Năng đã tử vong do bị rắn cạp nia cắn. Theo lời người thân, khoảng 0 giờ ngày mùng 9 tháng 8, anh IQNK nghe tiếng con trai la hét vì có rắn cạp nia bò vào nhà. Ngay sau đó, anh IQNK thức dậy, đánh đuổi con rắn. Trong lúc đánh đuổi rắn cạp nia, anh IQNK bị rắn cắn vào cổ chân và được người thân đưa đến bệnh viện cơ đông năng cấp cứu. Anh IQNK sau đó được đưa đến bệnh viện trợ giấy thành phố Hồ Chí Minh rồi được chuyển về bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị. Tuy nhiên, đến dạng sáng nay ngày 23 tháng 8 thì anh tử vong. Người thân nạn nhân nói, hôm đó có hai con rắn cạp nia bò vào nhà, anh ấy đánh đuổi một con thì phát hiện có một con rắn khác bỏ chạy. Người vợ nạn nhân cho biết thêm, thời điểm bị cắn, anh IQNK vẫn tỉnh táo, Tuy nhiên khoảng 3 tiếng sau, người chồng xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, tức ngực, cứng hết chân tay, không nói được. Người vợ nói thêm, con rắn cạp nia khá to và dài, nặng. Rắn cạp nia là một trong 10 loài rắn độc nhất sống ở Việt Nam. Nọc rắn cạp nia cực độc, tỷ lệ tử vong do trùng cắn có thể lên đến 75% nếu không được cấp cứu kịp. Vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hồng, sinh năm 1985, chú huyện Thăng Bình, là cựu nhân viên kế toán tại Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình và bị cáo Ôn Thái Nghiêm, sinh năm 1984, chồng của bị cáo Hồng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, vào ngày 25 tháng 4 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam nhận đơn của bà Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh năm 1969, chú huyện Thăng Bình, tố cáo vợ chồng Trần Thị Hồng, ôn Thái Nghiêm, lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,3 tỷ đồng. Từ nguồn tin tố giác của bà Oanh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã điều tra và xác định. Trần Thị Hồng là nhân viên kế toán tại Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình, vay tiền của nhiều người để kinh doanh bất động sản. Cuối năm 2020, Hồng vỡ nợ. Để nhiều người tin tưởng tiếp tục cho vay tiền, Hồng cùng với chồng là Ôn Thái Nghiêm nói dối cần tiền để kinh doanh bất động sản, đáo hạn ngân hàng. Sau khi nhận được tiền, Hồng chiếm đoạt để trả nợ và sử dụng vào việc cá nhân. Với thủ đoạn trên, Trần Thị Hồng và Ôn Thái Nghiêm đã lừa chiếm đoạt tiền của 11 người với số tiền là gần 18,5 tỷ đồng, trong đó Nghiêm có hành vi giúp sức cho Hồng lừa chiếm đoạt tiền của nhiều người hơn 4,1 tỷ đồng. Xét toàn diện hồ sơ vụ án, hội đồng xét xử quyết định tuyên bị cáo Trần Thị Hồng 14 năm tù và Ôn Thái Nghiêm 7 năm tù về tội danh trên.